Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa a? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu. Tập 169. Chương 1681, thời đại ai cũng là ngạn tổ, 1. Du Jin sử dụng hệ thống đề xuất cá nhân hóa cực kỳ tinh vi này để tăng cao sự nghiện của người dùng. Một số người bỏ ăn nhưng không thể ngừng lướt video, như thể bị thứ gì đó mềm mại đè chặt trên giường. Vì vậy, ngay cả khi chưa quảng bá rộng rãi, Du Jin đã có lượng fan trung thành chưa từng thấy. Lần cập nhật đầu tiên sau khi vào đông của Du Jin là một bước đột phá. Trước khi Du Jin ra mắt, Mỹ Đồ Tú Tú đã cung cấp một lượng lớn dữ liệu cho cơ sở dữ liệu của họ, góp phần vào thuật toán. Sau nhiều nghiên cứu và thử nghiệm, bộ lọc làm đẹp video một chạm được ra mắt. Kể từ khi bắt đầu với trang đầu tối nay, Manti Group đã đầu tư nhiều vào xây dựng dữ liệu và thuật toán mỗi năm. Với việc đi trước trong việc bố trí, trung tâm dữ liệu của Manti Group đã thu hút mọi nhân tài liên quan. Mỹ Đồ Tú Tú đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp và rất có kinh nghiệm trong bộ lọc làm đẹp một chạm. Khi thuật toán nhận diện khuôn mặt của Du Jin kết hợp với bộ lọc làm đẹp của Mỹ Đồ Tú Tú, hiệu quả đạt được vượt xa mong đợi. Khi mở camera, ai cũng thành ngạn tổ, ai cũng thành diệt phi. Sau lần cập nhật này, tần suất người dùng Du Jin đăng video tăng mạnh. Dữ liệu hậu trường cho thấy, một số tài khoản nữ hoạt động cao nhưng chưa từng đăng video tự quay sau khi tính năng làm đẹp của Du Jin ra mắt, bắt đầu đăng bài thường xuyên. Số lượng video từ tài khoản nam cũng tăng mạnh. Kể từ khi ảnh có thể được làm đẹp, người ta thường nói 10 người đẹp thì 9 người lừa. Nhưng thực tế, nam giới cũng là đối tượng sử dụng. Ngày nay, ai mà không muốn nổi bật trên mạng xã hội? Đặc biệt khi tính năng làm đẹp ngày càng đơn giản, cả nam lẫn nữ đều khó có đủ can đảm đối diện với ống kính mà không dùng làm đẹp. Tất nhiên, vẫn có những người tự tin, quen dùng camera làm đẹp, luôn nghĩ rằng mình vốn không tệ, nhưng khi tắt làm đẹp lại thấy mình khác xa, cảm giác hụt hẫng như rơi xuống vực thẳm. Không, không thể nào, làm sao tôi có thể trông như thế này được chứ? Mở chế độ làm đẹp đây mới là tôi thật sự. Sau đồng chí, nhiệt độ giảm đột ngột, khu giải trí của Tào Thiếu Gia bước vào mùa vắng khách. Nhưng vốn dĩ Thiếu Gia không thiếu tiền, xem như tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ. Khi ấy, Đinh Tuyết đang cầm điện thoại quay khắp khu giải trí, cuối cùng lại nhắm vào mặt Tào Thiếu Gia. Em đang quay gì thế? Ứng dụng video ngắn mới của công ty Giang Cần. Đinh Tuyết nhìn Tào Quảng Vũ qua màn hình rồi lại nhìn ra ngoài, giá mà bộ lọc này có thể hàn vào mặt anh thì tốt biết mấy. Tào Thiếu Gia hỏi chấm. Đinh Tuyết đăng tải video lên mạng, sau đó mở tài khoản của Phùng Nam Thư. Vì cô ấy có số điện thoại của Phùng Nam Thư, nên hệ thống tự động đề xuất ID thiếu nữ mắt ma Phùng Nam Thư để cô ấy theo dõi. Nhưng khác với tưởng tượng của Đinh Tuyết, trên trang chủ của cô không có nhiều video cá nhân, phần lớn là về chồng và con gái cô. Tiểu phú bà ngốc nghếch này, trong mắt chỉ có hai người đó mà thôi. Đinh Tuyết mở video đầu tiên, hình ảnh nhắm vào hành lang tầng 2 biệt thự của họ, Phùng Nam Thư gọi một tiếng ông xã. Thế là, cô ấy thấy Giang Cần chạy đến. Sao thế? Không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi. Giọng Phùng Nam Thư vang lên từ loa điện thoại, mang chút nũng nịu như cô gái vừa tỉnh ngủ. Giang Cần trong video nheo mắt, đột nhiên nhào tới, màn hình rung lắc hai cái rồi đứng yên. Đinh Tuyết xem xong, vui đến mức không nhịn được cười, bám lấy Tào Thiếu Gia và hôn một cái. Tương tự, ở khắp nơi trên cả nước, chẳng hạn như Tưởng Điềm, Giản Thuần và Tống Tình Tình, cũng tải Du Jin và khi mở ứng dụng quay phim, thậm chí còn cảm thấy mình có thể đối đầu với Phùng Nam Thư. Số lượng video ngắn tăng nhanh, tốc độ cập nhật ngày càng nhanh. Dần dần, nội dung trên Du Jin không chỉ có tắt lưới đen và cơ bụng nữa. Người dùng bắt đầu ghi lại cuộc sống, có người giản dị thể hiện mình, có người bắt đầu phê bình phim ảnh, chia sẻ về thần tượng của mình, nội dung nền tảng ngày càng phong phú. Bất kể nội dung gì, chỉ cần đủ thú vị, đều sẽ được đề xuất. Chiến lược phát triển của Giang Cần thực ra rất đơn giản, muốn làm lớn Du Jin thì không thể chỉ là một nền tảng video ngắn. Như Kuaisu, Mielpai, họ có thái độ đúng đắn khi hy vọng chiến thắng bằng nội dung nhưng vẫn chưa nắm bắt được logic cơ bản của ngành này.
video của bạn dù có thú vị đến đâu cũng chỉ có thể phát triển trong lĩnh vực video. Ở quê, tôi đào khoai môn, đào măng, quay những cảnh khói bếp bốc lên, nhưng nội dung đó chỉ mang giá trị giải trí. Ví dụ như Xiao Casio, họ luôn hướng dẫn người dùng quay những video hài hước và khuyến khích bắt chước các tình tiết phim truyền hình. Lĩnh vực này quá nhỏ, dù có cố gắng hết sức cũng chỉ phục vụ nhóm nhỏ. Khi người dùng chán, họ sẽ nhận ra rằng nền tảng này không còn quan trọng với họ. Nhưng Douyin không chỉ tạo ra các video ngắn đẹp mắt mà còn phải theo kịp các xu hướng, thời sự và tin tức. Chương 1682, thời đại ai cũng là ngạn tổ, 2. Như ý tưởng khi phát triển trang đầu tối nay, làm thế nào để nội dung Douyin theo kịp thời đại, nắm bắt những tin tức mới nhất? Phải để mọi người tham gia sáng tạo, vì cho dù là xu hướng, thời sự hay tin tức đều xảy ra xung quanh người dùng. Khi bộ lọc làm đẹp ra mắt, khiến hình ảnh tôi đẹp hơn, đã trở thành cơ sở để thu hút mọi người tham gia sáng tạo video ngắn. Khi mọi người quay video đẹp, sẽ có nhiều người muốn quay, nội dung nhiều, cập nhật nhanh, thì tính thời sự càng cao, sẽ luôn có xu hướng khiến mọi người thảo luận, thu hút lượng lớn người xem. Douyin hiện có 4 bể lưu lượng, từ nhỏ đến lớn, với ngưỡng là 200, 1.000, 5.000 và 10.000. Thuật toán sẽ tính toán, video có tỷ lệ xem hoàn tất cao, tỷ lệ thích cao và chia sẻ cao sẽ được đẩy vào bể lưu lượng 1.000 để cạnh tranh với các video chất lượng cao khác. Người thắng sẽ vào bể lưu lượng lớn hơn. Nội dung sẽ trải qua quá trình chọn lọc khắc nghiệt, lặp lại và lặp lại. Dần dần, Douyin sẽ nắm bắt được các xu hướng xã hội mới nhất, thu hút thêm nhiều người dùng. Khi mọi người biết rằng tất cả các xu hướng, thời sự và tin tức đều xuất hiện đầu tiên trên Douyin, ứng dụng này sẽ phá vỡ giới hạn video, bước vào hàng ngũ ứng dụng quốc dân. Khi đó, nó không chỉ là một ứng dụng giải trí, mà sẽ trở thành Weibo của lĩnh vực video, sẽ trở thành trang đầu tối nay của lĩnh vực video. Ví dụ đơn giản, bạn ngồi nói chuyện với bạn bè, họ là người dùng Douyin, bạn không phải, và bạn nhận ra họ biết rất nhiều điều bạn không biết, thú vị và mới mẻ, bạn sẽ cảm thấy khoảng cách lớn. Sự chênh lệch thông tin này sẽ là hướng phát triển quan trọng nhất của Douyin trong tương lai. Hiện tại, trong lĩnh vực này, chỉ có Kuaishou có xu hướng tiến hóa này. Nhưng theo hướng dẫn của Kuaishou, Giang cần nghĩ rằng đội ngũ Kuaishou chưa nhận ra tầm quan trọng của hướng này. Thời gian trôi nhanh, 2016 sắp đến gần. Khi Douyin liên tục sử dụng thuật toán đẩy để hướng dẫn người dùng ghi lại cuộc sống, nhiều sự kiện lớn cũng diễn ra. Hà Mã Tiên Sinh khai trương, Mã Vân đích thân có mặt, khi được truyền thông hỏi về Manti Group, ông ta chỉ mỉm cười không nói. Gần như cùng lúc, Tencent ra mắt Vương Giả Vinh Diệu, thắp lên ngọn lửa rực cháy trong làng game di động. Cùng lúc đó, để nhân lúc bạn bệnh, lấy mạng bạn, tận dụng hành động của Alibaba để tranh giành thị trường, BB và gọi xe nhanh hợp nhất, đổi tên thành BB Travel, bắt đầu tấn công thị trường của Didi. Bên ngoài vì Manti Group mà thật sự đã toát mồ hôi hột. Gần đến cuối năm, các doanh nghiệp lớn bắt đầu công bố số liệu của mình và quảng bá những thành tựu đã đạt được trong năm nay, khiến Manti Group càng thêm bị động. Thị trường của Manti Group gần như không tăng trưởng, dịch vụ giao đồ ăn thậm chí có dấu hiệu giảm. Nhưng người dùng điện thoại di động năm nay tăng 6,5%, thị trường mới này có lẽ đều bị các nền tảng của hệ sinh thái Alibaba nuốt mất. Trong nước không lý tưởng, nhưng thị trường nước ngoài của Manti Group tăng trưởng rất đáng kinh ngạc. Nhưng thị trường trong nước mới là gốc rễ của Manti Group, tôi lo thay cho Giang Cần. Alibaba dù sao cũng là Alibaba, nghiêm túc vào mới thấy họ đáng sợ thế nào. Anh lo sớm quá rồi. Thời đại lớn sắp tới, có lẽ nhiều cục diện sẽ thay đổi. Mã Tổng nói nửa sau sẽ quyết định năm sau, năm 2016 của Manti Group có lẽ sẽ không suôn sẻ. Năm 2016 được giới kinh doanh Internet gọi là thời đại lớn, vì từ tháng 11, mạng 3G bắt đầu giảm tốc độ toàn diện. Ba nhà mạng lớn để bước vào kỷ nguyên 4G đã giảm giá gói cước 20% và bắt đầu triển khai gói cước 4G dữ liệu không xóa trong tháng, để bắt kịp làn. Sóng giảm phí tăng tốc, hầu như tất cả các phần mềm đều chạy quảng cáo, tạo ra trò chơi mới. Các ứng dụng đa dạng cũng bắt đầu xuất hiện, thậm chí cả ngành y tế cũng tham gia, nền tảng tư vấn trực tuyến mọc lên như nấm sau mưa. Cùng lúc đó, Douyin cũng bắt đầu tận dụng kênh của trang đầu tối nay để quảng bá và xuất hiện trên trang mở đầu của bản đồ cao đắc. Trong hàng ngàn lĩnh vực, nó có vẻ không đáng chú ý, nhưng lại có sức sống mạnh mẽ.
số lượng người dùng của ứng dụng này tăng trưởng thật kỳ lạ. Tại tòa nhà Trung Cương ở thủ đô, bộ phận phân tích thị trường và đối thủ của Youku Tudou, Vương Bách Lâm, người phụ trách nghiên cứu xu thế mới của ngành, nhìn vào dữ liệu tăng trưởng của Douyin, ánh mắt thoáng vẻ mơ hồ. Youku có phần video tự sản xuất, cũng đã tạo ra các chương trình mới như talk show đường đường, vì vậy họ luôn chú ý đến lĩnh vực video ngắn. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng việc quảng bá Douyin chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi dữ liệu giám sát xuất hiện, Vương Bách Lâm nhanh chóng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc 3 giờ chiều, Vương Bách Lâm bắt đầu thu thập tài liệu, xếp chồng dữ liệu của Kuaisu và Xiao Kasiu, rồi đi tìm lãnh đạo bộ phận. Y cảm thấy cần phải phản hồi việc này, vì đó là trách nhiệm công việc của mình. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1683, lại chia bánh của Manti Group đi, 1. Thư ký Trần, giám đốc đâu rồi? Cuối năm rồi, giám đốc đi ăn trưa với đối tác, anh có việc gì không? Vương Bách Lâm nắm chặt tài liệu trong tay, vậy giám đốc khi nào về? Thư ký Trần lắc đầu, cái đó tôi không biết, anh cũng hiểu, cuối năm tiệc tùng liên miên, tôi mấy ngày rồi không thấy giám đốc. Thôi được, để tôi gọi điện cho ông ấy. Vương Bách Lâm rời khỏi phòng giám đốc, vừa định gọi điện thì thấy đồng nghiệp đang lấy cà phê nhìn anh làm gì thế? Tôi tìm giám đốc có việc, dữ liệu tăng trưởng của Douyin hình như không khớp với dự đoán của chúng ta. Để tôi xem có chuyện gì nào. Đồng nghiệp cầm lấy bảng dữ liệu từ tay y, liếc qua, tăng trưởng bình thường thôi. Trang đầu tối nay đang quảng bá cho Douyin, hiệu quả thế này không có gì lạ đâu. Vương Bách Lâm liếc đối phương một cái, không lạ à, anh nghĩ có gì kỳ lạ. Trước khi vào công ty chúng ta, anh biết tôi làm về quảng bá phần mềm không? Tôi đã tiếp xúc với kênh quảng bá của Trang đầu tối nay, theo lý mà nói, kênh này không có tính bền vững mạnh như thế. Vương Bách Lâm trình bày suy nghĩ của mình, chỉ vào đường cong tăng trưởng ngày càng cao, tăng trưởng gia tốc, không kỳ lạ sao? Đồng nghiệp ngớ ra một lúc, cúi đầu quan sát kỹ hơn, lông mày không khỏi nhíu lại. Quảng cáo gọi là quảng cáo vì nó có tính chất tiếp thị, dù hiệu quả lan truyền của kênh có cao đến đâu, hiệu quả tiếp theo cũng sẽ giảm dần. Lần đầu quảng cáo xuất hiện, 10 người có thể có 3 người chọn xem. Lần thứ 2, trong 7 người còn lại, có thể chỉ có 2. Đến lần thứ 3, trong 4 người có lẽ chỉ có 1, thậm chí không có ai. Nhưng theo ghi nhận của Vương Bách Lâm trong thời gian này, lấy dữ liệu video đề xuất đầu trang làm ví dụ, lưu lượng truy cập của Douyin đang ngày càng tăng, gia tốc rất rõ ràng. Tôi thấy không có gì to tát, chúng ta làm việc không thể mù quáng tin vào kinh nghiệm trước đây, mù quáng tin tưởng. Đồng nghiệp trả lại bảng dữ liệu, thời 4G rồi, mạng đều bắt đầu tăng tốc, nhiều kinh nghiệm dữ liệu trước đây không còn giá trị tham khảo nữa. Vương Bách Lâm mím môi, cũng đúng. Quan trọng nhất là, nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ Tết rồi, anh muốn làm thêm không? Vương Bách Lâm lập tức lắc đầu. Ai mà muốn làm thêm cơ chứ? Vậy nên, nếu lãnh đạo thực sự thấy đây là vấn đề, để chúng ta vừa nghỉ Tết vừa viết báo cáo dữ liệu, thì không phải tiêu đời à? Đồng nghiệp gãi đầu bổ sung thêm, nói sau Tết đi, với mức tăng trưởng này, hết Tết cũng chỉ lên tới 100.000, không cần căng thẳng. Vương Bách Lâm suy nghĩ một hồi rồi từ bỏ ý định báo cáo, quay trở lại chỗ ngồi. Trong những ngày sau đó, dù từ bỏ ý định báo cáo, Vương Bách Lâm vẫn chú ý đến sự biến động dữ liệu của Douyin cùng xu hướng tăng trưởng tương tác trong trang. Cùng lúc, y còn theo dõi dữ liệu của Miaopai, Kuaisu và Xiao Kasiu. Y nhận thấy lưu lượng và độ hoạt động trong khu vực tương tác của ba nền tảng này dường như đang giảm. Nhưng với sức một người, y không thể phân tích chi tiết, tạm thời chưa hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Sau đó, phần lớn khu vực trong nước bắt đầu chìm trong tuyết. Toàn bộ thủ đô đêm được phủ một lớp trắng tinh khiết. Các công ty bắt đầu bước vào giai đoạn tính toán cuối năm, tổng kết, viết báo cáo, tính toán kinh phí bộ phận, tiêu nốt tiền trước khi nghỉ lễ. Bữa tiệc của Alibaba rất sôi động, đói bụng không, Kubay, Bilibili sau khi sáp nhập cùng các ngành liên quan đều có mặt. Đói bụng không dạo này thế nào? Tổng thể các hoạt động kinh doanh đều đang tăng mạnh, chúng tôi còn triển khai thêm dịch vụ giao hoa và giao thuốc, kết quả rất khả quan. Tốc độ tăng trưởng của Tao Piao Piao cũng rất tốt, từ 12,3% của năm ngoái đã tăng lên 27,6% trong năm nay.
Mọi người đang nói chuyện, không thể không nhìn về phía Trình Vĩ của BB. Thành tích của họ không cần bàn cãi, mặc dù ban đầu bị các cơ quan chức năng yêu cầu cải tổ và mất phần lớn thị trường, nhưng sau khi sáp nhập với gọi xe nhanh, BB đã phát triển rất mạnh. Các doanh nghiệp như Đói Bụng Không, Tao Piao Piao, Kubay và BB đều có sự tăng trưởng trong hoạt động, thực tế là do sự thu hẹp của ba mảng kinh doanh chính của Manti Group. Là những doanh nghiệp từng bị Manti Group đè bẹp, cảm giác trả thù còn sướng hơn cả niềm vui khi số liệu tăng lên. Đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra, Bàng Nhị mang giày cao gót bước vào. Thấy vậy, mọi người vội đứng dậy, nâng ly chào hỏi Bàng Nhị. Bàng Nhị mỉm cười gật đầu chào mọi người, rồi nói mời ngồi, sau đó cũng như họ vừa thảo luận, hỏi thăm tình hình kinh doanh của từng người. Sau khi nghe xong, nụ cười càng rạng rỡ. Tôi có một tin vui cho mọi người, Alipay đã tài trợ chương trình gala xuân năm nay. Từ cuối tháng 1, chúng tôi sẽ có một hoạt động toàn quốc chính thức ra mắt, hy vọng mọi người có thể đón nhận luồng truy cập lớn này. Bàng Nhị vén sợi tóc bên mai ra sau tai, nâng ly lên, nở một nụ cười nhẹ. Chương 1684, lại chia bánh của Manti Group đi, 2. Các món ăn trên bàn bốc khói nghi ngút, dưới ánh đèn cam tỏa ra khắp phòng, tạo nên một không gian mờ ảo như tiên cảnh. Bên ngoài tuyết rơi dày, cộng thêm gió, nhiệt độ rất thấp, hơi nước ngưng tụ trên cửa sổ thành những giọt nhỏ, bị tiếng cười vui vẻ của mọi người làm rơi xuống. Cuộc chiến giao đồ ăn kết thúc, Trương Húc Hào nhớ có người từng gọi mình là vua Ohio. Cuộc chiến thanh toán offline kết thúc, Bàng Nhị nhớ có người từng nói vượt qua thời đại. Mỗi người ở đây đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị ám ảnh bởi một cái bóng hình chó, nhưng lúc này, cái bóng đó rõ ràng không thể chống lại sự phản công mạnh mẽ của họ. Có lẽ sang năm, mọi chuyện sẽ được định đoạt. Xuân mới, không khí Tết bắt đầu phảng phất, Giang Cần đang leo lên leo xuống trong nhà để dán câu đối. Còn Phùng Nam Thư thì nghiên cứu thực đơn dưới mái hiên, có vẻ đang suy nghĩ về bữa cơm tối giao thừa, trông rất nghiêm túc. Năm nay họ không về nhà ăn Tết, vì Dujin hiện đang trong giai đoạn quan trọng, Giang Cần cũng không có nhiều thời gian, nên cả gia đình ở lại Thượng Hải đón năm mới. Bố mẹ gọi điện hôm qua, nói sẽ đến Thượng Hải vào ngày 29, nên Phùng Nam Thư đang nghiên cứu thực đơn một cách nghiêm túc để thể hiện chút khả năng của mình. Cô là một bà Giang rất đảm đang. Phùng Nam Thư lật đi lật lại quyển thực đơn, rồi bị anh trai vào lấy kéo véo má, không kìm được kêu lên hai tiếng. Học được chưa? Học được rồi. Tiểu phú bà rất tự tin. Giang Cần cắt đoạn băng keo, dán một chữ phúc lên cửa, học được những gì, nói cho anh nghe xem. Phùng Nam Thư gấp cuốn sách nấu ăn lại, híp mắt suy nghĩ, trong lòng thầm nghĩ hình như mình đã học được cách chỉ trỏ khi dì Châu đang nấu ăn. Trong khi Giang Cần trèo lên giàn giáo để dán câu đối, một chiếc xe màu đen bất ngờ chạy đến và dừng trước cổng biệt thự của thím bên kia đường. Người đến mang theo một con búp bê Barbie màu hồng, cúi đầu bước vào cửa. Giang Cần giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục dán xong câu đối. Sáng nay con gái hắn được thím đón sang ăn trưa, có lẽ chú lại lén gọi điện cho Phùng Thế Vinh đến thăm cháu ngoại. Thực ra, từ khi Giang Ái Nam cai sữa, chuyện này đã xảy ra nhiều lần. Giang Cần hiểu rõ nhưng không ngăn cản. Nhưng dù cho ông ngoại đến thăm cháu, Giang Cần cũng không tỏ ra niềm nở. Lúc này, một cậu bé từ ngoài chạy vào, tay cầm chiếc điện thoại to hơn cả tay mình, quét qua chữ phúc Giang Cần vừa dán, rồi nhanh chóng chạy đi. Cậu bé là con nhà hàng xóm, khoảng 10 tuổi, trắng trẻo, mập mạp, tính cách rất hoạt bát, nhà ai cũng dám vào chơi. Cậu bé vừa đến là để sưu tầm chữ phúc, Alipay có chương trình quét chữ phúc để đổi thẻ, ai sưu tầm đủ các chữ phúc như yêu nước, phú cường, hòa hợp, thân thiện, cần cù sẽ được chia nhau 100 triệu tiền mặt vào đêm giao thừa. Chương trình này từ đầu tháng chạp đã cực kỳ hot, Alipay nổi như cồn. Nhưng Giang Cần lại rất ghét chương trình này, hắn luôn cảm thấy vận may của con người là cân bằng, có được thì có mất, như định luật bảo toàn năng lượng. Hắn dùng vận may của mình để đổi lấy tiền của chú Mã giống như đã dùng tiền để mua vận may của cả nước. Alibaba nhờ vận may này ít nhất cũng huy hoàng được 4-5 năm, nhưng sự cân bằng bị phá vỡ bởi ngoại lực, sau này chắc chắn sẽ bị phản ứng mạnh mẽ. Có điều ngoại trừ vận may, không thể phủ nhận rằng chương trình này đã tăng đáng kể lượng người dùng hàng ngày của Alipay. Giang Cần bỏ kéo xuống, nghe thấy tiếng động cơ từ ngoài vọng vào, chiếc xe chở Phùng Thế Vinh vừa đến giờ đã chở ông ta rời đi.
Nửa tiếng sau, xe trở lại trang viên Sa Sơn, Phùng Thế Vinh vào biệt thự, thấy anh vợ Đoàn Hoàng cũng có mặt. Ông ta nhẹ nhàng chào hỏi, rồi quay lên lầu. Từ khi Phùng Thế Vinh bị đuổi khỏi tập đoàn Phùng Thế, ông ta và Đoàn Dĩnh hầu như không có ngày nào yên bình, sự hòa thuận trước đây dường như chỉ là ảo ảnh. Em rể đi đâu thế? Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn lại đi thăm cháu ngoại của ông ta. Đoàn Dĩnh lạnh lùng nói, Đoàn Hoàng không khỏi thở dài, chuyện nhìn nhầm người, thực ra không trách em được. Sắc mặt Đoàn Dĩnh tái mét, im lặng rất lâu. Được rồi, anh không ở lại lâu nữa, tối nay có vài khách hàng cần uống rượu cùng, em mau xử lý việc đầu tư đi. Ừ, em biết rồi. Đoàn Hoàng có một công ty tên là Hoành Nhuận Cung Ứng, từng suýt phá sản do bị Manti Group chèn ép. Có điều, khi Alibaba bắt đầu chiến dịch tấn công thị trường của Manti Group, Đoàn Hoàng đã nắm lấy cơ hội thay đổi vận mệnh. Manti Group thống trị thị trường O2O, phần lớn là nhờ vào chuỗi cung ứng mạnh mẽ. Vì thế, Đói Bụng Không và Kobe hiện cũng đang tìm kiếm nhà cung cấp để làm suy yếu ưu thế của Manti Group trong thị trường O2O. Mô hình hợp tác của họ giống như Kneao của Alibaba, thu hút các công ty cung ứng trên toàn quốc tham gia, chia sẻ lợi nhuận, đồng lòng chống lại Manti Group. Các bạn đang nghe chuyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1685, Sương Mù Kéo Tới, 1. Trước đây, khi làm giờ cơm, Đoàn Văn Chiêu nắm giữ một phần cổ phần của Đói Bụng Không. Vì là cổ đông, công ty Hoành Nhuận của cha y, Đoàn Hoàng trở thành đối tác của Đói Bụng Không. Nhưng Đoàn Hoàng tham vọng lớn, lòng tham không đáy. Ông ta thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, sau này sẽ không còn nữa. Vì vậy, ông ta kêu gọi đầu tư, muốn mở rộng quy mô để nhận nhiều đơn hàng hơn, trở thành chuỗi cung ứng Manti Group tiếp theo. Ông ta chuyển sự chú ý đến Đoàn Dĩnh. Ông ta nói Manti Group sắp tàn, mọi người đang chờ để chia phần bánh, đầu tư vào lúc này chắc chắn sinh lời. Ban đầu, Đoàn Dĩnh còn do dự vì bà ta đã chứng kiến thủ đoạn của Manti Group, không tin một gã khổng lồ Internet như vậy có thể sụp đổ. Nhưng Đoàn Hoàng cũng rất khéo léo, ngay lập tức nhắc đến Alibaba, nói rằng lần này Alibaba nhắm vào Manti Group. Đó là Alibaba, ai có thể chống lại họ khi họ thật sự nghiêm túc. Nghe vậy, Đoàn Dĩnh lập tức bị thuyết phục. Chỉ có điều, bà ta biết không thể dựa vào Phùng Thế Vinh, nên thời gian qua đã tận dụng chút danh tiếng của bà Phùng để huy động vốn trong giới thượng lưu. Bà ta cũng hiểu rằng, không thể dựa vào đàn ông mãi mãi, muốn giàu sang mãi mãi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngày cuối cùng của tháng Chạp, trước kỳ nghỉ Tết, khu thương mại Thượng Hải vô cùng nhộn nhịp. Chiến dịch marketing cuối năm của Manti Group đã đến giai đoạn kết thúc. Trong khu công nghiệp chỉ còn lại những nhân viên trực, mọi người khác đã về quê đón Tết. Lúc này, Giang Cần đang đứng trong phòng tắm chính, nhìn thợ lắp chiếc chậu rửa tay mới mua, rồi cảm ơn anh ta. Chậu rửa tay nhà họ bị sập hôm qua. Nguyên nhân gián tiếp là vì Giang Ái Nam ngủ qua đêm ở nhà thím, không về nhà. Nguyên nhân trực tiếp, theo Giang Cần, là Phùng Nam Thư ngồi làm sập. Hắn còn nói cô là béo phì. Tiểu phú bà lúc đó rất ấm ức, cho rằng không phải mình làm sập, mà là anh trai đụng sập. Nói qua nói lại, có lẽ cả hai đều có phần trách nhiệm. Giang Cần, màu của chiếc chậu rửa tay này không đẹp. Đúng là không hợp lắm, nhưng bề mặt gỗ không lạnh mông, anh đã đặc biệt đặt làm. Phùng Nam Thư ngẩn ra một lúc, chợt nhớ những lần trước bị bế lên và kêu lạnh, nên đấm vào lưng hắn, miệng lẩm bẩm anh trai nghiện nhất. Cô đặc biệt thích gần gũi với Giang Cần, nhưng lại không chịu thừa nhận mình nghiện. Giang Cần cũng vậy. Khoảng 8 giờ sáng, sau khi sửa xong chậu rửa tay, thím dẫn Giang Ái Nam từ đối diện qua. Viên Hữu Cầm và Giang Chính Hoành đã đến bằng máy bay, năm nay họ ở đây đón Tết, nên thím dẫn cháu gái đến trước để chờ. Bà Tần mua cho Giang Ái Nam một chiếc vòng vàng to và nặng, làm quà Tết, đeo vào cổ tay cô bé, khiến cô bé mệt mỏi than thở. Cô bé không hiểu tại sao mình phải chịu đựng áp lực kinh tế ở tuổi này. Hôm nay, cô bé mặc áo khoác lông trắng, bên trong là quần yếm đen, tóc ngắn ngang tai, mái thưa, nhỏ bé đi loanh, quanh trong phòng khách, rồi quay đầu nhìn bà Tần nũng nịu gọi, bà ngoại bế. Tần Tĩnh Thu cố ý đứng xa một chút, muốn Giang Ái Nam chạy lại ôm mình để rèn luyện cô bé. Nhưng khi vừa chạy được ba bước,
cô bé thấy ba mẹ từ trên lầu xuống, tay cầm một túi kẹo Tết, lập tức đổi hướng, bỏ rơi Tần Tĩnh Thu. Ba bế, con học mẹ con rồi. Giang Cần bế cô bé lên, không kìm được nói một câu. Khi được bế lên, Giang Ái Nam liền hôn lên má hắn, để lại vệt nước miếng lấp lánh, rồi dán mắt vào túi kẹo không rời. Cô bé học hầu hết ngôn ngữ từ ba mẹ, không biết từ khi nào thấy Phùng Nam Thư đòi bế, nên học rất nhanh, mỗi lần đều nũng nịu như vậy. Tần Tĩnh Thu không bế được, thở dài, tính cách của Ái Nam thật giống con, nhỏ mà đã biết gió chiều nào theo chiều ấy, thấy kẹo là chạy tới. Nghe chưa con gái, bà ngoại nói con thấy gió chiều nào theo chiều ấy. Giang Ái Nam không hiểu thành ngữ, chỉ biết rúc vào lòng ba, mặt ngoan ngoãn nhìn chằm chằm túi kẹo mà chảy nước miếng. Giang Cần luôn cảm thấy cô bé như có hai mặt, lúc thì láu cá, lúc lại ngốc nghếch như tiểu phú bà. Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, Viên Hữu Cầm và Giang Chính Hoành đã đến biệt thự Hương Đề. Khi thấy Giang Ái Nam, hai ông bà lập tức từ đi bộ chuyển sang chạy nhanh, vừa gọi cháu gái vừa bế Giang Ái Nam vào lòng. Cháu yêu, có nhớ bà không? Giang Ái Nam ngơ ngác gật đầu, đột nhiên thấy Giang Chính Hoành cầm theo một món đồ chơi lớn, liền đưa tay, ông cũng bế. Giang Chính Hoành nhanh chóng bế cô bé lên, thể hiện tình cảm cách một thế hệ thật rõ ràng. Giang Cần đứng nhìn bên cạnh, không kìm được chụp một bức ảnh đăng lên mạng xã hội, đồng thời gửi cho Tào Thiếu Gia. Ghen tị không? Có kính nghiệp phúc không? Giải thích, đây là hoạt động thu thập chữ phúc của Alipay. Hết giải thích. Cút. Giang Cần gửi một câu văn minh, nhưng thấy hiện lên dấu chấm than đỏ trên WeChat. Sau một lúc ngẩn người, y lập tức gọi điện để mắng người. Chương 1686, sương mù kéo tới, 2. Tào Thiếu Gia nói sau Tết sẽ thêm lại, để tránh có người lợi dụng danh nghĩa Giang Ái Nam để lừa đảo. Nhưng nếu Giang Cần có kính nghiệp phúc, có thể liên hệ y. Tết năm nay náo nhiệt hơn bình thường, mọi người đều muốn thu thập đủ 5 chữ phúc trước đêm giao thừa. Chờ đợi buổi xổ số tối 30, ngay cả Tô Nại và nhóm của cô ấy cũng tham gia, suốt ngày hỏi trong nhóm có ai có kính nghiệp phúc không. Họ nói rằng về quê mà không nói chuyện về 5 chữ phúc thì giống như không hòa nhập. Giang Cần bĩu môi, nghĩ rằng mỗi năm các cô kiếm được nhiều tiền từ Manti Group như thế, về quê gặp đám bạn bè kiếm được 7-8 ngàn, đó không phải là sự không hòa nhập lớn nhất sao? Giang Cần cất điện thoại, thấy mẹ đã bắt đầu chuẩn bị gói sủi cảo. Ở Thượng Hải, Tết thường ăn bánh trứng, nhưng Viên Hữu Cầm không quen, bà luôn cảm. Thấy Tết mà không ăn sủi cảo thì như chưa qua Tết. Trong lúc gói sủi cảo, Phùng Thế Hoa cũng đến. Chú đã đi làm 2 năm, mắt đã mất đi vẻ sáng, gặp Giang Cần là muốn mắng người. Ông ấy bế lấy Giang Ái Nam, công chúa nhỏ, cháu phải nhanh lớn lên, lớn rồi thay ông ngoại đi làm, biết không? Giang Cần rót trà cho chú, thật khổ, chưa đầy 2 tuổi đã phải đi làm. Chú chưa đến 50 tuổi đã phải đi làm rồi, chú tìm ai mà than phiền đây? Chú, Ái Nam nhà cháu sẽ kế thừa Manti Group. Phùng Thế Hoa tính toán, vậy sinh thêm 2 đứa nữa, một đứa tiếp quản Manti Group, một đứa tiếp quản Hỷ Điểm, một đứa tiếp quản bất động sản Phùng Thế. Giang Cần nheo mắt, vậy phải đổi tên thành bất động sản Giang Thị. Đổi ngay, chú không có ý kiến gì. Chú không muốn đi làm đến mức muốn từ bỏ cả gia nghiệp. Thời gian trôi đến tối, cả nhà ăn cơm tất niên xem chương trình gala xuân, Giang Cần ôm tiểu thiên sứ thu hồi lương, chúc Tết khắp nơi, biệt thự tràn ngập tiếng cười vui. Hiện tại, Dujin đang rất sôi động. Đồng Văn Hào đã lên kế hoạch cho một số chủ đề quay video cho dịp Tết. Sử dụng lượt xem và phần thưởng tiền mặt để khuyến khích người dùng đăng video liên quan đến Tết, nhằm hình thành thói quen săn đón hot trend của người dùng. Video hot nhất hiện nay là của một chàng trai đến từ Sơn Đông, quay cảnh chúc Tết dì của mình. Trong video, dì của anh ta vừa cầm bao lì xì vừa lùi lại, miệng nói cầm đi, trong khi chàng trai vừa nói không, không cần đâu, vừa dùng tay mở túi thật to và tiến tới gần. Video này chưa đến 15 giây, nhưng trong tình cảnh chương trình Tết ngày càng kém hấp dẫn, lại trở thành nguồn vui cho cư dân mạng. Chỉ với vài hành động đơn giản này, thực sự đã gây đồng cảm cho vô số người. Trời ơi, bạn lắp camera trong nhà tôi à? Tôi thực sự muốn nhận bao lì xì, nhưng vì sĩ diện nên phải từ chối, sợ người khác nghĩ thật và không cho nữa. Dì thật là không hiểu chuyện, không thấy túi đã mở rộng rồi sao? Dì cũng lo lắng lắm, bao lì xì này đã cầm bao nhiêu năm rồi,
hôm nay có khi mất luôn. Video này chỉ sau 5 tiếng đã nhận được 10.000 lượt thích và số lần chia sẻ lên đến 30.000. So với khi Dujin mới ra mắt, đây là một bước nhảy vọt đáng kể. Tại một khu dân cư nhỏ ở Lạc Kinh, một nhà phân tích dữ liệu của Youku vừa xem xong chương trình Tết. Sự kiện thu thập ngũ phúc của Alipay đã kết thúc, chỉ còn chờ kết quả, nhưng y vẫn chưa thấy bóng dáng phúc lộc nào. Sau một hồi vui vẻ, cảm giác trống rỗng khiến y thấy buồn chán, liền lướt điện thoại và bất ngờ mở Dujin. Rất nhanh, y cũng thấy video hot về bao lì xì chúc Tết, không nhịn được cười. Nhưng nụ cười dần tắt trên mặt y ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào số lượt thích, bình luận và chia sẻ, mắt mở to. Bao lâu rồi? Nửa tháng. Vương Bách Lâm nhớ lại lần cuối cùng kiểm tra dữ liệu của Dujin, đột nhiên nhận ra rằng trong nửa tháng qua, lượt xem của Dujin đã tăng gấp hàng chục lần. Y mở phần bình luận, lướt liên tục và đọc từng bình luận, tim đập mạnh. Bình luận của người thật và bình luận của bot rất dễ phân biệt. Khi Dujin mới ra mắt, họ đã sử dụng một số bot để tạo nhiệt độ giả. Nhưng bây giờ, y nhận ra rằng tất cả 800 bình luận dưới video này đều là thật. Phải biết rằng, trong suốt dịp Tết, mọi sự chú ý hầu như đều bị sự kiện thu thập ngũ phúc chiếm giữ và Vương Bách Lâm chưa từng thấy Dujin có bất kỳ kênh quảng bá nào ngoài việc lên trang đầu. Y suy nghĩ một lúc lâu, quyết định nói chuyện với đồng nghiệp, liền mở WeChat. Có điều, chưa kịp tìm WeChat của đồng nghiệp, y đã nhận ra bạn gái đã gửi tin nhắn cho mình, nhưng vì lúc nãy không cầm điện thoại nên quên mất. Chết tiệt, thế này thì tiêu đời rồi. Bạn gái yêu cầu y phải trả lời ngay lập tức. Đầu óc Vương Bách Lâm tê dại, nhanh chóng mở tin nhắn của bạn gái, phát hiện cô ấy gửi một video. Đó là video chúc Tết mà y vừa xem trên Dujin. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1687, Thiên Vương lấn sân, 1. Nhìn cái này xem, thật quá đúng, buồn cười chết mất. Vương Bách Lâm ngẩn ra một lúc, rồi mở video. Y phát hiện video trên WeChat khác với video trên Dujin ở chỗ, góc trái trên của video chuyển tiếp có thêm một watermark nhảy của Dujin và video kết thúc muộn hơn một giây. Trang hiện lên biểu tượng Dujin bật ra, giọng nữ ngọt ngào nhẹ nhàng, Dujin ghi lại cuộc sống tươi đẹp. Chưa kịp phản ứng, y phát hiện bạn chơi game cùng cũng gửi tin nhắn. Nhìn cái này xem, chính là tôi, cười ngất. Rồi đến người bạn cùng phòng, tôi tuyên bố, Dujin thay thế Gala Xuân, video này làm tôi cười gần chết. Ngoài ra, y còn thấy trong nhóm gia đình thân yêu có cậu em họ gửi một video tổng hợp các cảnh biến hình của Ơn Cha Man từ Dujin. Vương Bách Lâm ngây người, như rơi vào một không gian lạnh lẽo và nhớp nháp, mồ hôi lạnh toát ra ngay tức khắc. Y nhận ra có những việc xảy ra như thể bất ngờ, trong chốc lát, sự chú ý của mọi người lại đồng nhất một cách không hề báo trước, nhưng sự trùng hợp này khiến người ta kinh hãi. Qua hồi lâu, khi pháo hoa ngoài cửa sổ nở rộ trên bầu trời và tiếng pháo nổ rôm rả vang lên trong sân, Vương Bách Lâm bỗng giật mình tỉnh lại. Y đưa tay mở Dujin, chọn chức năng thứ tư dưới ảnh đại diện bên phải là chuyển tiếp. Không giống như các ứng dụng khác, Dujin không chia sẻ video qua ứng dụng khác mà yêu cầu bạn tải video xuống. Trong quá trình tải video, nó tự động thêm watermark ở góc phải trên và trang kết thúc video. Khi thao tác đến bước này, Vương Bách Lâm nổi da gà. Hiện tại, các ứng dụng trên thị trường chủ yếu sử dụng liên kết để chia sẻ nội dung. Tôi thấy một video thú vị và chuyển tiếp đến WeChat của bạn. Bạn nhận được liên kết và phải nhấp vào để xem. Còn với Dujin, người dùng gửi trực tiếp video gốc. Sau khi hiểu rõ điều này, Vương Bách Lâm đột nhiên nhận ra tại sao số liệu tăng trưởng của Dujin ngày càng nhanh. Khi ai đó thấy một video thú vị trên Dujin, họ sẽ lưu video và chuyển tiếp đến bạn bè thấy cũng thú vị, có thể sẽ chuyển tiếp đến người khác. Rồi bạn của bạn bè, bạn của bạn của bạn. Video này có thể thoát khỏi nền tảng, không cần bị giới hạn bởi môi trường, chỉ cần nội dung thú vị, rất có khả năng được chia sẻ hàng nghìn lần, thậm chí lan truyền đến các nền tảng truyền thông khác. Chẳng hạn như video nhận lì xì Tết, Vương Bách Lâm đã chuyển tiếp 3 lần, có thể thấy mức độ phủ sóng của video này, mà Dujin có vô số video như vậy. Người quyết định kiểu chuyển tiếp này không quan tâm video sẽ đi đâu, chỉ cần thấy logo nhảy múa của họ và câu cuối Dujin,
ghi lại cuộc sống tươi đẹp. Người ta không quan tâm bạn có tải xuống hay không, người ta chỉ muốn bạn nghe tên Dujin. Người ta biết, khi việc chia sẻ lặp lại rồi lặp lại, bạn sẽ không kiềm chế được mà tò mò và tải về. Giống như đêm giao thừa này, Vương Bách Lâm nghĩ nếu mình là người bình thường, thấy bạn gái, bạn thân và bạn cùng phòng đều sử dụng ứng dụng này, chắc chắn y sẽ theo họ ngay. Điều đáng nói là, lưu video rồi chuyển tiếp sẽ không bị bất kỳ nền tảng nào hạn chế. Trước đây, Taobao và Tencent tranh cãi, tất cả ứng dụng mạng xã hội của Tencent đều chặn liên kết sản phẩm từ Taobao. Nhưng họ không thể chặn video của Dujin, trừ khi họ bỏ hẳn chức năng video. Sau đó, những video thú vị này có thể được gửi đến WeChat, Moments, QQ, Weibo, Youku, Bilibili, tất cả nền tảng hỗ trợ video sẽ trở thành kênh quảng bá của Dujin. Vậy là, những video này sẽ lan truyền như virus, phủ khắp mọi ngóc ngách trên Internet. Alipay mở thưởng rồi, 790.000 người, trung bình được 272 tệ. Quét mã dây cuối nhận được kính nghiệp phúc, tiền mừng tuổi có rồi. Kính nghiệp phúc bị đẩy giá lên 500 tệ, sau khi mở thưởng bạn có hối hận không? Số tiền thực nhận 272 tệ, ít quá nhỉ? Không quét được kính nghiệp phúc, nhưng nhận được bao lì xì 1.314 tệ từ bạn trai. Vương Bách Lâm cúi đầu, thấy trên điện thoại mình có thêm 5 video bạn bè chuyển tiếp, đều là tin tức mở thưởng ngũ phúc, mỗi video đều kèm theo âm thanh Dujin, ghi lại cuộc sống tươi đẹp. 5 lần, trong cùng một khoảng thời gian, một sự kiện giống nhau đã lan truyền trước mắt y 5 lần. Phải biết rằng, tin nhắn nhận lì xì đầu năm mới cũng chỉ lặp lại 3 lần. Điều này có nghĩa là trong 2 giờ vừa qua, trong mối quan hệ xã hội ít ỏi của y, đã có thêm 2 kênh truyền thông mới được mở ra. Lúc này, Vương Bách Lâm phát hiện ra da gà trên cánh tay mình nổi lên càng nhiều. Đêm giao thừa, cùng với pháo hoa bay lên trời, vô số người đang bàn tán về thông tin Alipay mở thưởng, Alibaba đã tạo ra một từ khóa có sức nóng thậm chí vượt qua cả chương trình đêm giao thừa. Nhưng dường như chỉ có Vương Bách Lâm biết, dưới bầu trời đêm náo nhiệt ấy, khi mọi ánh nhìn đều bị thu hút bởi ngũ phúc, một phần mềm đã trỗi dậy một cách không thể ngăn cản. Chương 1688, Thiên Vương lấn sân, 2. Vương Bách Lâm đã lăn lộn nhiều năm trong ngành công nghệ, được coi là một người rất dày dặn kinh nghiệm. Y nhớ rằng từ khi 4G được công bố vào năm 2013, mọi người đều nhất trí rằng 4G chắc chắn sẽ là kỷ nguyên của video. Vì vậy, iQIYI đã trỗi dậy, mang đến một làn sóng chương trình tự sản xuất và phim mạng. Tiếp đó là sự nổi lên của video bình luận trên Bilibili, thêm vào đó là những cách chơi mới lạ trong lĩnh vực video. Mọi người đều nghĩ rằng thế là đủ, nhưng đêm nay Vương Bách Lâm đột nhiên hiểu ra, khi mọi người nghĩ rằng mình đang đứng trên đỉnh của 4G, thì Dujin đã trở thành ngọn gió lớn nhất của kỷ nguyên 4G. Có người tự tạo ra bản thân trong ngành, có người thì tự tạo ra ngành. Tết nhanh chóng qua đi, sự thành công to lớn của hoạt động ngũ phúc của Alipay đã khiến bảng nhị như đang bay trên mây. Nhưng vào ngày khai trương, khi chị ta vui mừng đến trụ sở Alibaba, thì thấy rất nhiều nhân viên đang cầm điện thoại bàn tán sôi nổi. Và khi gặp các quản lý cấp cao của các bộ phận, chị ta thấy họ đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Sao vậy? Mọi người làm gì mà mặt mày ủ rũ thế này? Mã Tổng không phải gọi chúng ta đến họp sao? Bàng Tổng, Dujin vừa làm một chuyện lớn. Người lớn không trải qua Tết trên mạng, bởi vì mọi phong cảnh trên mạng, chỉ cần họ nói một câu là có thể thấy tận mắt. Sau chiến thắng giai đoạn năm 2015, Bàng Nhị đã sang Iceland đón Tết, chèo thuyền, lặn biển, không quá quan tâm đến tình hình trong nước. Thực tế là ngay cả khi ở trong nước, chị ta cũng không thể quan tâm đến tin tức trong ngành giải trí. Nhưng khác với chị ta, từ mùng 3 Tết, Dujin đã thu hút sự chú ý của tất cả các công ty công nghệ. Ngay đêm giao thừa, số video tải lên Dujin đã vượt qua 2,6 triệu, số lần khởi động trong 24 giờ lên đến 790 triệu, ngay cả lúc 3 giờ sáng, cũng có hàng chục nghìn người trực tuyến. Dùng từ quên ăn quên ngủ để miêu tả người dùng Dujin thật không thể hợp lý hơn. Sina, Tencent, Baidu và các công ty lớn khác đều cảm nhận được áp lực như cơn sóng thần. Từ khi Dujin bắt đầu quảng bá từ tháng riêng, trong nửa tháng đã đứng đầu lượt tải trên App Store. Con tôi nói rằng cả lớp đều đang dùng Dujin. Trên Dujin có một người nổi tiếng tên là Papi Tương, dùng giọng Đài Loan và Đông Bắc để đóng hai vai, chế giễu những điểm nóng của xã hội hiện nay, trong 3 ngày đã thu hút 50.000 người theo dõi.
Hiện tại, tất cả các công ty Internet đều đang nghiên cứu phần mềm này, bộ phận dữ liệu và nội dung của nhóm kinh doanh giải trí đã trở lại làm việc vào ngày mùng 5 Tết, hai ngày không rời khỏi công ty. Thư ký của Bàng Nhị không nhịn được, phải lên tiếng tóm tắt lại tình hình mà mọi người đang thảo luận. Bàng Nhị đại khái đã hiểu, trong dịp Tết này xuất hiện một phần mềm video rất mạnh, ngoài dự đoán của mọi người. Chị ta không quan tâm nhiều đến ngành giải trí, nhưng cũng hiểu rõ những cụm từ đứng đầu lượt tải, 3 ngày hút 50.000 người theo dõi, ai ai cũng dùng, mang ý nghĩa gì. Song, điều khiến Bàng Nhị thấy kỳ lạ là, dù không quan tâm đến ngành giải trí, chị ta vẫn cảm thấy tên này rất quen thuộc. Dujin, Bàng Nhị nheo mắt nhớ lại, khuôn mặt chị ta đột nhiên đơ ra, một luồng khí lạnh chạy dọc sau gáy. Chị ta biết tại sao mình cảm thấy tên Dujin quen thuộc, vì đó là phần mềm mà Manti Group đã ra mắt. Ngành giải trí không hề mâu thuẫn với các dịch vụ hiện tại của Alipay, nhưng nếu đó là một phần trong hệ sinh thái của Manti Group thì lại là chuyện khác. Bàng Nhị lập tức đến tòa nhà văn phòng của nhóm kinh doanh giải trí. Lúc này bộ phận nội dung và dữ liệu đã thu thập và sắp xếp được nhiều dữ liệu về Dujin, đang tiến hành thảo luận nội bộ. Cùng lúc đó, Sina, Tencent, NetEase và Baidu đều đang tổ chức các cuộc thảo luận tương tự. Dujin đã lan truyền logo của mình khắp mọi ngóc ngách của Internet trong dịp Tết bằng cách cho phép lưu video rồi mới chia sẻ. Dù bạn là người dùng của nền tảng nào, bạn cũng sẽ thấy video có logo của Dujin và từ đó biết đến nền tảng này. Khi bạn thấy logo đó ngày càng nhiều, bạn sẽ tự hỏi tại sao không trực tiếp dùng Dujin. Vì vậy, trong nửa tháng ngắn ngủi, từ một phần mềm có 3 triệu lượt tải, họ đã vượt qua ngưỡng hàng chục triệu. Điều đáng sợ nhất là, các cô gái trong vòng bạn bè của tôi đều dùng Dujin để chụp ảnh trước khi đăng. Vì thuật toán làm đẹp của Dujin tự nhiên hơn, và mỗi lần chụp ảnh, họ lại là quảng cáo sống cho Dujin. Mọi người còn nhớ khi Manti Group đầu tư vào Mỹ đồ tú tú chứ? Lúc đó không ai hiểu tại sao, nhưng bây giờ mọi thứ đã rõ ràng. Tôi đã thử chức năng quay video của Dujin, thật sự, sống 30 năm tôi chưa từng thấy mình đẹp trai như vậy. Chỉ để nhìn thấy bản thân đẹp như vậy, bạn cũng sẵn lòng dùng Dujin hàng ngày, quay video đẹp mới muốn quay và càng muốn chia sẻ để được người khác khen ngợi. Vì vậy, các nhà sáng tạo điên cuồng đổ vào, số lượng người dùng tăng không ngừng, tốc độ lan truyền của Dujin hiện tại còn đáng sợ hơn virus. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1689, Thiên Vương Lấn Sân, 3. Bàng Nhị tiếp nhận quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn, nhất thời không thể hiểu hết. Nhưng khi phòng dữ liệu đưa các biểu đồ tải xuống, biểu đồ số lượt thích và biểu đồ số lượt chia sẻ của Dujin lên màn hình lớn, nhìn, thấy đường cong tăng gần như thẳng đứng, Bàng Nhị nhận ra rằng Manti Group đang tạo ra một hồ lưu lượng lớn nhất thời đại 4G. Cùng lúc đó, Weibo như đang đối diện với kẻ thù lớn. Do loại hình doanh nghiệp khác nhau, nên sự quan tâm của mọi người cũng khác nhau. Alibaba quan tâm đến lưu lượng, còn Weibo lại quan tâm đến nền tảng và nội dung. Họ phát hiện rằng, tin tức xuất hiện trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng của mình nhanh chóng có video liên quan trên Dujin. Nhưng những gì nổi tiếng trên Dujin lại ít thấy xuất hiện trên Weibo hoặc không trực quan bằng video. Là nền tảng thành công nhất trong ngành thông tin, Weibo đã sớm nhận ra rằng truyền thông văn bản không có lợi thế trước truyền thông video. Trước đây, khi tốc độ mạng chậm và phí mạng đắt đỏ, truyền thông văn bản vẫn giữ được một vị thế nhất định. Nhưng khi 4G giảm giá và tăng tốc, lợi thế này dần bị phá vỡ. Hiện tại, họ cũng đang đẩy mạnh chức năng video của Weibo, đầu tư nhiều nhân lực và vật lực vào con đường này, liên tục thử nghiệm và khám phá. Giám đốc sản phẩm của Weibo luôn tin rằng mình có đủ thời gian để phát triển ngành công nghiệp video, duy trì vị thế dẫn đầu của nền tảng thông tin. Nhưng y không ngờ rằng, chỉ sau một kỳ Tết, một sản phẩm có thể lật đổ hình thái ngành đã xuất hiện. Mà điều khiến họ sợ hãi không phải là Tencent, không phải là Baidu, mà là một ông trùm bước vào từ lĩnh vực khác. Giang Cần trong thời gian sau Tết rất bận rộn. Hắn giao con gái cho bố mẹ trông nom và dẫn Phùng Nam Thư ra nước ngoài vài lần để khảo sát thị trường nước ngoài của Manti Group, đồng thời kết hợp du lịch. Trên bãi biển đầy nắng, Phùng Nam Thư mặc váy xanh hoa nhỏ, đội mũ rộng vành, đẹp hơn cả bầu trời trong xanh.
Cô gái đã sinh con này luôn dùng vẻ đẹp và sự đáng yêu của mình để nhắn nhủ hắn rằng dù hắn kinh doanh giỏi, nhưng tài sản quý giá nhất của cuộc đời chính là cô ấy. Gió thổi nhẹ làm tóc và váy cô bay phấp phới, khiến sóng biển dường như cũng chuyển động theo nhịp bước cô. Sau khi về nước, Giang Cần đưa cô tham gia một số hội thảo ngành và còn lên chương trình diễn thuyết của đài truyền hình Trung ương. Mỗi khi gặp Giang Cần, các doanh nhân đồng nghiệp thường thấy hắn đùa nghịch với vợ khi ít người chú ý, rồi bị cô đá một cái, cảnh tượng rất hài hước. Có điều, dù buồn cười, họ không thể cười nổi. Vì họ đều biết rằng Giang Cần lại một lần nữa dẫn đầu xu hướng phát triển của thời đại. Chúng ta cũng phải làm video ngắn rồi, không thể để một mình Manti Group chiếm lĩnh cơ hội này. Tôi có dự cảm, video ngắn sẽ là mảnh đất màu mỡ của tất cả các ngành công nghiệp Internet. Sau kênh chập, nhiệt độ khắp các khu vực trong nước bắt đầu tăng nhẹ. Vô số công ty Internet sau cú sốc từ Douyin đã bắt đầu lập dự án cho video ngắn. Sau khi lập dự án là việc thành lập đội ngũ, tuyển dụng hàng loạt nhân viên, phong cách của các công ty lớn. Là như vậy, khi có lệnh từ cấp trên, dù có ý tưởng hay không, cũng phải hành động ngay lập tức, làm ra sản phẩm để mọi người thấy. Vì thế, kinh phí bắt đầu tiêu tốn, các phương án bắt đầu được lập ra. Một sản phẩm ra đời, điều quan trọng nhất là logic nền tảng, tư tưởng cốt lõi và hướng phát triển, giống như nền móng quyết định tòa nhà có thể xây cao bao nhiêu. Vì vậy, mọi người bắt đầu nghiên cứu sâu Douyin, đồng thời cũng nghiên cứu các sản phẩm cạnh tranh khác như Kuaishou, Xiao Casio, Miao Pai, v.v. So sánh các sản phẩm trong cùng lĩnh vực, nhiều sự khác biệt trở nên đặc biệt rõ ràng. Các công ty muốn theo kịp phát hiện ra rằng Douyin có nhiều điểm khác biệt với các ứng dụng video ngắn khác. Các sản phẩm video ngắn khác vẫn sử dụng logic Internet truyền thống, phân chia ra trang chủ đề xuất, nội dung chọn lọc, hoặc các kênh như đời sống, hài hước, tin tức, v.v. Ngoài ra, cách chơi của họ vẫn là để người sáng tạo nâng cao độ nhận diện cá nhân qua nội dung video. Video của Xiao Casio thậm chí được đăng thông qua chức năng cộng đồng, không khác gì cách chơi của Weibo. Bạn chỉ có thể phát hiện ra người dùng video bạn thích trong phần đề xuất cộng đồng, theo dõi họ để xem thêm nội dung. Kuaishou tốt hơn một chút, mở ứng dụng là có rất nhiều trang thu nhỏ của video. Những video này có tiêu đề, bạn thấy tiêu đề nào thú vị thì nhấp vào xem. So với Xiao Casio, mô hình này gần gũi hơn một bước. Nhưng Douyin thì bỏ qua tất cả những điều đó, không có cộng đồng, không đẩy mạnh chức năng xã hội. Nói thẳng ra, khi chơi Douyin, không có một chút rườm rà nào. Trang chủ của nó chính là trang phát video, hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác, dường như nó cực kỳ chắc chắn rằng thứ nó đưa cho bạn là thứ bạn thích. Chương 1690, ngưỡng cửa của thuật toán, 1. Đó là thuật toán. Thuật toán của Manti Group đã phát triển đến mức chỉ cần đưa cho bạn một thứ, bạn chắc chắn sẽ thích. Đây gần như là vấn đề đầu tiên mà mọi công ty công nghệ phải đối mặt khi quyết định bắt chước Douyin. Thuật toán đề xuất chính xác của Douyin được coi là một trong những yếu tố cốt lõi, nếu muốn làm một nền tảng tương tự, phải vượt qua ngưỡng này như thế nào. Người dùng mới của Douyin khi vào ứng dụng sẽ được hệ thống đề xuất nhiều video của trai xinh gái đẹp, vì nội dung này dễ tiếp cận và thu hút. Khi anh lướt xem và chọn like, lưu hoặc chia sẻ những nội dung anh quan tâm, dữ liệu sở thích sẽ được tạo ra, từ đó thuật toán của nền tảng sẽ chính xác bắt được những gì anh thích. Sau đó, mỗi lần anh mở ứng dụng, nó đều có thể khóa chính xác vào những nội dung anh quan tâm, tự động phát cho anh. Vì vậy, Douyin không cần phân loại video, nó thậm chí giúp người dùng tiết kiệm công đoạn tìm kiếm nội dung. Điều này, rất nhiều nền tảng khác thậm chí không dám nghĩ tới. Mỗi công ty công nghệ muốn làm video ngắn, sau khi nghe báo cáo từ các nhà phân tích, đều im lặng rất lâu, sau đó không thể không đặt ra một câu hỏi. Thuật toán của chúng ta không tiên tiến bằng của Manti Group sao? Không thể nói như vậy. Vậy tại sao đây lại trở thành điểm khó khăn? Thực ra, logic nền tảng của các thuật toán đều tương tự nhau, mỗi thuật toán khi được phát triển đều như một đứa trẻ. Quan trọng là anh dùng dữ liệu nào để nuôi dưỡng và huấn luyện. Thuật toán hiện tại của Douyin được nuôi dưỡng bởi hàng triệu người dùng hàng ngày của trang đầu tối nay, sự khác biệt là quá lớn. Manti Group là công ty đầu tiên trong nước bắt đầu làm về thuật toán, khi cuộc chiến mua chung còn đang hỗn loạn, trung tâm thuật toán dữ liệu lớn của họ đã được thành lập tại Thượng Hải. Thuật toán lần đầu tiên tỏa sáng và quyết định cục diện là trong cuộc chiến truyền thông tự do.
Khi đó trang đầu tối nay vừa mới ra mắt, với sự hỗ trợ của thuật toán đề xuất, nhanh chóng vượt qua thủ bách, hai năm nay luôn dẫn đầu lĩnh vực truyền thông tự do. Thuật toán được nuôi dưỡng từ trang đầu tối nay, sau đó được các kỹ sư thuật toán của nền tảng cải tiến liên tục, hiện tại đã trở thành phiên bản tiên tiến nhất trong ngành. Thực ra, thuật toán của Manti Group cũng đã được sử dụng trong Manti Group đến tiệm và Manti Group giao hàng của họ, nhưng không gây được hiệu ứng gì vì khẩu vị của con người quá khó đoán. Hôm nay bạn muốn ăn món này, có thể ngày mai bạn lại đột nhiên không thích nữa, điều này thường xảy ra. Nhưng sở thích thì khác, sở thích không thay đổi liên tục, vì vậy ưu điểm của thuật toán của Manti Group đã bùng nổ hoàn toàn trong ngành video ngắn. Manti Group đặt ra ngưỡng cửa rất cao cho Douyin, nhưng đối với các công ty Internet, phải theo thì vẫn phải theo. Tencent hành động nhanh nhất vì 3 năm trước họ đã phát triển một sản phẩm tương tự, gọi là Weixi. Sản phẩm này là nỗ lực của Tencent trong ngành video ngắn, nhưng ông chủ Mã cho rằng dự án này không có giá trị cao như tưởng tượng. Thêm vào đó, ngành công nghiệp trò chơi phát triển nhanh chóng, các nền tảng livestream lên ngôi, nên dự án Weixi nhanh chóng bị hủy bỏ. Nhưng khi Douyin ra mắt, Tencent đột nhiên nhận ra rằng không phải dự án này không có giá trị, mà là họ chưa làm đúng cách. Nhìn Douyin phát triển với tốc độ chóng mặt, Tencent hoảng hốt. Dù Douyin không có nhiều tính năng xã hội, không gây đe dọa trực tiếp cho WeChat, nhưng Douyin chiếm dụng quá nhiều thời gian của người dùng. Thời gian trung bình một người dùng dành cho WeChat chỉ khoảng 4 giờ, có khi cao hơn khi người dùng dừng lại để chờ tin nhắn của ai đó. Nhưng với Douyin, người dùng có thể dành hơn 9 giờ để xem video ngắn. Nội dung trên Internet ngày càng phong phú, nhiều cách chơi mới, nền tảng nào chiếm được nhiều thời gian của người dùng hơn sẽ là người chiến thắng. Thời gian rảnh rỗi của người dùng là mục tiêu mà mọi doanh nghiệp đều nhắm đến. Vì vậy, khi Tencent hồi sinh Weixi, Baidu cũng khởi động dự án Haokan Video cùng với Boubao Video, Xiaojing, Kaixi, Kuai Video và nhiều ứng dụng khác lần lượt ra mắt. Các công ty như Tencent, Sina, Baidu có khả năng phát triển thuật toán đều nỗ lực hướng tới đề xuất thuật toán. Những công ty không có khả năng làm thuật toán nhưng vẫn muốn tham gia thì phát triển phần mềm video theo kiểu truyền thống với các chức năng xã hội. Điều thú vị nhất là Alibaba. Năm 2012, Alibaba mua lại Youku và Tudou, hợp nhất thành Youku Tudou. 4 năm sau, Alibaba tách ra, phát triển Tudou thành nền tảng video ngắn và ươm tạo qua UC. Cùng lúc đó, Kuaishou, Xiao Casio và nhiều ứng dụng khác bắt đầu hướng tới Douyin. Lúc này, Giang Cần sau khi đã thu hút được sự chú ý, quay về Thượng Hải, ghé qua Uống Vơi. Khách hàng của Uống Vơi đều là người trẻ, quan tâm đến văn hóa tiên tiến. Khi thấy mọi người đều chơi Douyin, hắn cảm thấy xu hướng đã rõ ràng, bèn đập bàn yêu cầu thiếu gia chiêu đãi. Tào Quảng Vũ bước tới, miệng lẩm bẩm chửi rủa, mắt bên phải bầm đen. Các bạn vừa nghe xong tập 169 của bộ truyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.